Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Santi Phaphom Vihan nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Vũ Anh Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác cấp cao của tỉnh Savannakhet đến với Đà Nẵng, nhất là khi mối quan hệ gắn kết bền chặt lâu dài giữa hai địa phương đang ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kỳ vọng thông qua hội chợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2022 đang diễn ra tại thành phố, Đà Nẵng và Savannakhet sẽ tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội về hợp tác giao thương, đồng thời tin tưởng thời gian đến quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai địa phương sẽ tiếp tục có bước phát triển mới. Cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Santi Phaphom Vihan khẳng định chuyến thăm lần này là sự tiếp nối và phát huy những kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đến Savannakhet và các tỉnh Nam Trung Lào cách đây một tháng. Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet tin tưởng việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn mới sẽ mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển cho Savannakhet lẫn Đà Nẵng, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.